Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi Lâm Động thành công xuất quan, phía sâu thẳm trong tiểu thế giới đột nhiên bộc phát ra một luồng hào quang cường đại chói mắt, chiếu sáng mọi ngóc ngách của tiểu thế giới. Theo luồng sáng chói mắt này bộc phát, hư không bắt đầu chấn động, như thể nứt ra 7 khe hở, 7 huyễn ảnh nguyên thủy pháp thân đột nhiên hiển hiện, chúng to lớn vô cùng, tồn tại cao vạn trượng, tựa như thần lý giáng thế. Mỗi huyễn ảnh nguyên thủy pháp thân đều tỏa ra lượng vô song, chúng đệ tử Đan Thần Tháp còn chưa kịp hoàn hồn sau sự chấn động từ Lâm Động, lúc này lại bị sự xuất hiện của 7 tòa huyễn ảnh nguyên thủy pháp thân này khiến cho trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Mục Trần nắm chặt hai tay, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của 7 tòa nguyên thủy pháp thân cùng thần hồn của mình sinh ra một loại cộng hưởng nào đó. Giờ khắc này hắn như hòa làm một thể với nguyên thủy pháp thân, trở thành tồn tại nổi bật nhất giữa thiên địa. Bóng dáng của Mục Trần như ảo như thật xuất hiện giữa 7 tòa huyễn ảnh nguyên thủy pháp thân. Tuy 7 tòa nguyên thủy pháp thân lúc này xuất hiện không phải là chân thân, nhưng chúng tựa như 7 vầng quang sáng chói vườn quanh thân Mục Trần, không ngừng xoay tròn, tỏa ra hào quang chói mắt. Pháp tâm chi nhãn tại mi tâm Mục Trần lúc này tựa như một ngôi sao sáng chói, lóe lên quang huy thần thánh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động huynh, không nghĩ tới huynh lại xuất quan trước ta một bước. Giọng nói của Mục Trần vô cùng hùng hậu, như một cỗ lực lượng tràn ngập giữa thiên địa. Mục Trần, thực lực của ngươi cũng không tệ a. Lâm Động mỉm cười nhạt với Mục Trần, hôm nay hai người bọn họ rốt cuộc đã khôi phục thần thể, không cần phải sống cuộc sống như địa ngục kia nữa. Đúng rồi, sao không thấy Tiêu Viêm huynh, chẳng lẽ còn chưa xuất quan? Mục Trần quan sát hiện trường sau đó không phát hiện ra bóng dáng của Tiêu Viêm, liền mở miệng hỏi, hừm, ta cũng đang đợi hắn xuất quan, không biết thực lực hiện tại của hắn có vượt qua chúng ta hay không? Lâm Động ngược lại quan tâm đến thực lực của Tiêu Viêm, ta cũng rất mong chờ Tiêu Viêm huynh xuất quan, hy vọng thực lực của hắn giống như ta tưởng tượng. Trên mặt Mục Trần và Lâm Động lộ ra vẻ mong đợi, vị này cũng là huynh đệ của Tiêu Viêm sư đệ sao, thực lực dường như rất cường đại. Hơn nữa, thứ bọn hắn tu luyện đều không đơn giản. Lúc này, đệ tử Lãnh Nhi của Ngũ Hành Phá hiện vẻ mặt không dám tin, bởi vì nàng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại nguy hiểm trên người Mục Trần. Tam sư muội, nhanh như vậy đã bị khí thế cường đại của người khác áp đảo rồi sao? Đừng có phong trí khiến người khác mà diệt uy phong bản thân chứ. Đại sư huynh Quách Cửu Mộ một bên nghe thấy người mình đều tán dương thực lực của người khác, liền cảm thấy có chút khó chịu. Tuy thực lực của hai người này phi phàm, nhưng trong mắt ta cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Mức độ tự phụ của đại sư huynh đã đạt đến mức không ai có thể địch. Ngay lúc hiện trường đang nghị luận, trong phần quyết không gian, một bóng dáng chậm rãi bước ra từ thiên nguyên chỉ đã mất màu sắc, mỗi bước chân đều tạo ra âm thanh nước bắn tung tóe. Hắn mở hai mắt, bên trong lóe lên một tia sáng muôn màu muôn vẻ, đó là lực lượng của thải sắc thiên nguyên chỉ trước đó đã bị hắn hấp thu. Còn ở sâu trong màu sắc rực rỡ này có một luồng hắc sắc hỏa mang đang lan tỏa ra như gợn sóng nhiệt, đó chính là chu tâm bản nguyên. Không có gì bất ngờ, Tiêu Viêm đã luyện hóa hấp thu toàn bộ thải sắc thiên nguyên chỉ và chu tâm bản nguyên. Hơn nữa, tại thời gian trong phần quyết không gian, Tiêu Viêm còn tu luyện những thần kỹ cường đại khác, cuối cùng đều có những thu hoạch không tệ. Tiểu gia hỏa, lần này thực lực của ngươi tăng lên ngoài dự liệu của lão phu, hy vọng tiếp theo ngươi sẽ là một trong những vạn giới thánh tử. Giọng nói của Phần Lão nhanh chóng truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng mỉm cười nói, Phần Lão yên tâm đi, vạn giới thánh tử nhất định có một chỗ là của ta, Viêm đế. Không biết hai báo thủ Lâm Động huynh và Mục Trần hai người có đột phá hay không? Phần Lão cười cười nói, hai tên báo thủ kia của ngươi đã sớm thuận lợi xuất quan rồi, hiện tại mọi người đều đang đợi ngươi xuất quan đây. Vừa nghe nói Lâm Động và Mục Trần đã xuất quan chờ hắn, trên mặt Tiêu Viêm lập tức hiện lên nụ cười kích động khó giấu, lập tức cáo biệt đơn giản với Phần Lão, bóng dáng bước ra một bước, lập tức biến mất, chỉ lưu lại một tiếng sấm vang vọng trong phần quyết không gian. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm biến mất, thần sắc của Phần Lão cũng hơi biến đổi, trong đôi mắt của lão hiện lên ánh sáng tinh không vô tận, nhìn về phía một bầu trời khác, sau đó bấm tay như đang suy diễn điều gì đó. Đại trụ kế tiếp, sợ là sẽ có một chút biến số. Những tên kia hành động dường như cũng nhanh hơn rất nhiều. Tiểu tử, lần vạn giới thánh tử tranh đoạt chiến này, ngàn vạn lần đừng để lão phu thất vọng, đại đạo cơ duyên lục nhất định phải đoạt được. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng đổ kinh thiên động địa chấn động cả không gian, trên đỉnh Tan Thần Tháp như bị một luồng ngực vô hình xé toạc, ngay sau đó, vô số hắc diễm như hơi thở hủy diệt từ trong khe nứt không gian tuôn trào, trong nháy mắt như đã thôn phệ cả thiên địa, cảnh tượng như ngày tận thế ập đến, nhiệt lãng cuồn cuộn như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bóp méo tầm nhìn, thậm chí khiến người nghẹt thở. Tại trung tâm hắc sắc biển lửa vô tận, một bóng dáng như ẩn như hiện, hắn một thân hắc bào nổi bật giữa biển lửa. Từ đằng xa, hai bóng dáng nhìn thấy hắc bào nhân ảnh trong biển lửa, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tiêu Viêm huynh, chúng ta đều đang chờ huynh xuất quan, huynh thật biết cách chọn thời điểm. Lâm Động và Mục Trần cười nói, ha ha ha, Lâm huynh, Mục Trần, ta nào cố ý, chỉ là lần này hấp thu luyện hóa chu tâm bản nguyên cần chút thời gian, nên mới muộn một chút. Tiêu Viêm nhìn thấy hai thân hình quen thuộc đã lâu, cười lớn bước về phía họ. Viêm nhi, con rốt cuộc cũng xuất quan. Đúng lúc này, một giọng nói từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó tháp chủ Đan Thần Tháp cũng xuất hiện, bên cạnh tháp chủ còn có một bóng dáng khác, người này một thân y bào đạo văn, làn da màu đồng cổ in hàn dấu vết 5 tháng, chính là nội tháp chi chủ. Nhìn rõ hai người sau đó, Tiêu Viêm vội vàng chắp tay cung kính, đồ nhi bái kiến sư phụ. Tiểu bối Lâm Động, tiểu bối Mục Trần, bái kiến hai vị tiền bối. Tháp chủ và nội tháp chi chủ đánh giá ba người Tiêu Viêm, trong mắt đều lộ vẻ hài lòng và an ủi nói, tu vi thực lực của các ngươi đều đã có bước tiến triển vượt bậc, xem ra đan hải đối với các ngươi cũng rất có ích, đa tạ ân đức của hai vị tiền bối, nhờ có tài nguyên mà hai vị ban cho,
chúng ta mới có thể đột phá đến cảnh giới hôm nay. Lâm Động và Mục Trần cung kính cảm tạ tháp chủ, không cần đa lễ, các ngươi đều là người tu luyện đại trụ thần vật, tiềm lực vô hạn, ngày sau nhất định có thể trở thành tồn tại đại năng một phương, đệ tử thân truyền của Tôn huynh cùng hai vị huynh đệ của hắn quả nhiên thiên phú dị bẩm a, phải thừa nhận thực lực hiện tại của ba người các ngươi rất cường đại, rất mong đợi các ngươi có thể thuận lợi bộc lộ tài năng, vượt qua vạn giới thánh tử chiến. Nội tháp chi chủ cũng rất xem trọng Tiêu Viêm, Lâm Động và Mục Trần. Ba người cuối cùng đã xuất hiện, tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn động khó nén, ánh mắt tập trung vào bọn họ. Lúc này, Vũ Tuyết trong đám người nhìn thấy Tiêu Viêm đã bế quan mấy năm xuất hiện, thần sắc có chút biến hóa. Nàng nhìn Tiêu Viêm, cảm nhận được khí tức cường đại từ người hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi và vui mừng. Vũ Tuyết lập tức phi thân lên đến bên cạnh Tiêu Viêm, dịu dàng nói, Tiêu Viêm đệ đệ, người rốt cuộc cũng chịu xuất quan, ta và các vị sư huynh đợi ngươi lâu lắm rồi, Vũ Tuyết, đã để các ngươi đợi lâu, có điều, ta cũng đã thành công luyện hóa chu tâm bản nguyên thực lực đại tăng. Ha ha ha, ba người các ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm a, ngay cả ta lúc bằng tuổi các ngươi cũng không có thực lực và thiên phú như vậy, chúc mừng các ngươi. 10 vị thần trưởng lão đều nhìn bọn họ với ánh mắt kinh ngạc, vài năm trước, bọn họ chỉ có thực lực ngang với đệ tử ngoại tháp, vậy mà hôm nay, lại có thể sánh ngang với lực lượng của các đệ tử thân truyền nội tháp, đa tạ các vị thần trưởng lão tiền bối, chỉ là vận khí chúng ta tốt hơn một chút mà thôi. Ba huynh đệ Tiêu Viêm cũng mỉm cười, khiêm tốn và ôn hòa, ha ha ha, bằng chừng ấy tuổi mà có thực lực như vậy, lại không đánh mất bản thân, thật sự hiếm thấy. Lúc này, nội tháp chi chủ cũng vỗ tay khen ngợi, có chút kinh ngạc với hành động của ba người Tiêu Viêm, gật đầu tán thưởng. Mấy năm nay, tuy lão không ngừng tu luyện nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, thủy chung không cách nào đột phá bán đạo thần đỉnh phong, đạt đến đại đạo chủ thần. Có lẽ điều này cũng liên quan đến thiên phú cùng cơ duyên. Khi nội tháp chi chủ nhìn ba người Tiêu Viêm với đôi mắt thâm thúy, lại có một cảm giác kỳ lạ, thậm chí không thể nhìn thấu bọn họ. Trên người ba người như có một lực lượng vô hình bao phủ, chính vì vậy, khí tức tỏa ra từ bọn họ càng đạt đến một độ cao chưa từng có. Viêm Nhi, vi sư quả nhiên không nhìn lầm. Còn có hai vị tiểu huynh đệ này, thực lực và thiên phú vô cùng bất phàm. Hiện tại các ngươi đã xuất quan, vạn giới thánh tử chiến cũng sắp bắt đầu. Bây giờ hãy cùng các sư huynh sư tỷ khác đi siêu cấp phương chu đến thánh hoa điện ở Đông Châu đi. Có điều, các con phải nhớ, hết thảy đều phải hành sự cẩn thận. Các thần kiêu tham gia vạn giới thánh tử chiến đều không thể khinh thường, đặc biệt là thần kiêu của tứ đại thế lực siêu thần đỉnh phong. Bọn họ đều bất phàm và có át chủ bài. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả thần trích đến từ chư thần vạn giới. Trong số những cường giả thần trích này, có lẽ còn ẩn nấp những tồn tại cực kỳ cường đại. Tháp chủ Đan Thần Tháp cũng nghiêm nghị dặn dò bọn họ. Dù sao, trong chư thần vạn giới mênh mang vô tận, chắc chắn có những cường giả thần trích đáng sợ, cẩn thận vẫn hơn. Vâng, chúng đệ tử xin ghi nhớ. Bên dưới, các đệ tử thân truyền đồng thanh đáp. Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần cũng chắp tay gật đầu. Nếu các con đã chuẩn bị xong, vậy chúc các con thuận buồm xuôi gió trong vạn giới thánh tử chiến, tạo ra kỳ tích cho bản thân. Tháp chủ Đan Thần Tháp giang hai tay ra, nhìn bọn họ với ánh mắt đầy tin tưởng. Tiêu Viêm bước đến trước mặt tháp chủ, mỉm cười nói, sư phụ, chờ đệ tử chiến thắng trở về, nhất định sẽ luyện chế cho người vô thượng thần đan đẳng cấp cao nhất, giúp người đột phá gông xiềng đại đạo. Lời vừa nói ra, dù là tháp chủ Đan Thần Tháp có định lực mạnh đến đâu cũng không khỏi xúc động, bởi vì vô thượng thần đan đẳng cấp cao nhất kia có thể giúp lão ta đạt đến tạo hóa lĩnh vực. Một khi đột phá tạo hóa, nội tình của Đan Thần Tháp sẽ tăng vọt, tạo hóa quy tắc vĩnh bất diệt vong, đây chính là chỗ huyền diệu của đại đạo. Tốt, có câu nói này của con, dù là bao lâu, vi sư cũng sẽ đợi. Tháp chủ vỗ vai Tiêu Viêm, tựa như nhìn thấy một tia hy vọng ở nơi hắn. Đệ tử sẽ không để người thất vọng, thành tựu của con bây giờ cũng là nhờ tài nguyên mà sư phụ ban cho, nếu không, con cũng không thể đi đến trình độ này. Như vậy sư phụ, đệ tử xin phép đi Đông Châu. Tiêu Viêm lại chắp tay bái vị sư phụ cửu phẩm dược thần này một lần, sau đó quay người, đi đến trước mặt Lâm Động và Mục Trần mỉm cười nói, Lâm huynh, Mục Trần, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu trong vạn giới thánh tử chiến, bất quản gặp phải đối thủ cường đại cỡ nào, không sợ sinh tử, dũng cảm tiến lên, ha ha ha, Tiêu huynh hảo khí ngút trời, không hề thua kém khí thế năm xưa, được, đã đột phá một lần nữa. Vậy ba huynh đệ chúng ta phải quét ngang vạn giới thánh tử chiến, tranh đoạt ba vị trí vạn giới thánh tử. Lâm Động, người trầm ổn nhất lúc này cũng cười lớn, Tiêu Viêm huynh, Lâm Động huynh, vạn giới thánh tử, chúng ta nhất định thắng lợi. Mục Trần cũng tràn đầy tự tin. Trên bầu trời, một chiếc siêu cấp phương chu khổng lồ như vật từ thiên ngoại đột nhiên xé toạc tầng mây trên đỉnh Đan Thần Tháp, khí thế mãnh liệt như biển gầm, chấn nhiếp nhân tâm. Sóng năng lượng mà siêu cấp phương chu tỏa ra vô cùng cường đại và kinh người, dù là dương quang cũng phải ảm đạm trước nó. Các con đi phương chu này, trong vòng 7 ngày sẽ đến Đông Châu chi địa. Giọng nói của tháp chủ mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, vang vọng bên tai mọi người. Ngay sau đó, ba huynh đệ Tiêu Viêm cùng Vũ Tuyết và mấy đệ tử nội tháp khác như theo bản năng phi lên siêu cấp phương chu khổng lồ trên không trung. 10 bóng người chậm rãi đáp xuống bong thuyền. Mọi người ngước nhìn bên trong phương chu, chỉ thấy diện tích phương chu vô cùng rộng lớn, mỗi nơi đều được xây dựng xa hoa, tinh xảo đến từng chi tiết. Mỗi tấm ván thuyền đều được khảm bảo thạch kỳ dị, mỗi cây trụ đều được điêu khắc phù văn cổ xưa. Kiến trúc xa hoa này không chỉ khiến cho người ta thán phục sự tinh xảo của kỹ thuật, hình như còn ẩn chứa một lực lượng thần bí nào đó, khiến siêu cấp phương trục không chỉ là phương tiện di chuyển, mà giống như một tiểu thế giới độc đáo. Chúng đệ tử Đan Thần Tháp đều hô vang cổ vũ những bóng dáng trên phương chu, hy vọng trong số họ có người có thể trở thành thánh tử vạn giới. Tiêu Viêm sư đệ, ta cảnh cáo ngươi trước, vạn giới thánh tử danh ngạch chỉ có 3 vị, mà chúng ta lại có 10 người tham gia, cho nên ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Đến cuối cùng, ta xem là đại sư huynh Đan Thần Tháp sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi đâu.
Lúc này giọng nói của Quách Cửu Mộ đại sư huynh truyền vào tai Tiêu Viêm, ánh mắt hắn ta như muốn nghiền nát Tiêu Viêm. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng không ngại vị đại sư huynh này, tuy chưa từng gặp mặt, hôm nay xem như là lần đầu gặp, trực giác mắc bảo hắn, sao hỏa này có chút tâm thuật bất chính. Tuy nhiên cho dù như vậy, Tiêu Viêm cũng không vì một câu nói của đối phương mà cảm thấy áp lực. Bàn về cảnh giới tu vi, hắn không cường đại bằng vị đại sư huynh này, nhưng nếu giao chiến, thực lực chiến đấu của Tiêu Viêm cũng không hề kém cạnh, vẫn có thể chiến một trận với đại sư huynh cửu trọng thiên vị thần hậu kỳ này. Đại sư huynh nói đúng, nếu các ngươi thật sự có thể đi đến bước cuối cùng, nói lại lời này với ta, có lẽ ta sẽ nghe lọt tai. Tiêu Viêm chỉ nói một câu đơn giản, trực tiếp biểu lộ hắn không phải người dễ bị bắt nạt, đồng thời cũng giáng cho đại sư huynh một cái tát. Hay cho một Tiêu Viêm sư đệ lời nói cũng chanh chua như vậy a, hy vọng thực lực của ngươi cũng lợi hại như cái miệng của ngươi vậy. Nói xong, Quách Cửu Mộ đại sư huynh dẫn theo mấy sư muội sư đệ ngũ hành phái hệ đi về phía khác trên bong thuyền, hiển nhiên không cần thiết phải nói chuyện nữa. Sau khi bọn họ lạnh lùng đi ngang qua Tiêu Viêm, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tiêu Viêm đệ đệ, thật không nhìn ra những lời tổn thương người khác như vậy lại có thể thốt ra từ miệng ngươi. Vũ Tuyết cười tủm tỉm đến bên cạnh Tiêu Viêm. Hết cách rồi, đôi khi đối với những kẻ muốn leo lên đầu mình, vẫn cần phải cho bọn hắn nếm mùi đau khổ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ giang hai tay, ha ha ha, Tiêu Viêm sư đệ lại có một mặt lợi hại như vậy, thật sự khiến mấy sư huynh chúng ta hảo sinh bội phục a. Lúc này hai vị sư huynh thiên địa phái hệ đến trước mặt Tiêu Viêm, lễ mạo thăm hỏi. Lần đầu gặp mặt Tiêu Viêm sư đệ, ta là nhị đệ tử nội tháp, cũng là đệ tử thân truyền thiên địa hệ phái, gọi ta là Cảnh Thái Vân, là tứ đệ tử nội tháp, cũng là đệ tử thân truyền thiên địa hệ phái, ta tên Kha Nhạc, sư đệ Tiêu Viêm, bái kiến hai vị sư huynh, nhị sư huynh Cảnh Thái Vân và tứ sư huynh Kha Nhạc cũng gật đầu chào hỏi Lâm Động và Mục Trần. Người sau cũng chắp tay đáp lễ, hiện tại chiến đội của Tiêu Viêm có 6 người, còn chiến đội của Quách Cửu Mộ đại sư huynh có 4 người, nếu so về tu vi, đương nhiên Quách Cửu Mộ cường đại hơn nhiều, nhưng nếu xét về thực lực chiến đấu, bên phía Tiêu Viêm không chắc sẽ yếu hơn. Đương nhiên, mục tiêu tham gia vạn giới thánh tử chiến không phải là Quách Cửu Mộ đại sư huynh, mà là những thần kiêu đến từ các thế lực siêu thần và thế lực siêu thần đỉnh phong khác, thậm chí còn có những cường giả thần trích bí ẩn, đây mới là đối thủ cường đại nhất của Tiêu Viêm Lâm Động Mục Trần. Sau khi bọn họ làm quen một phen, siêu cấp phương chu phát ra một tiếng còi, báo hiệu phương chu bắt đầu khởi hành, rời khỏi đan thần tháp. Khi siêu cấp phương chu xé rách không gian xung quanh, bắt đầu hành trình, tất cả mọi người trên phương chu đều cảm thấy một cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt. Rất nhanh, sau khi siêu cấp phương chu đi vào không gian bị xé rách, không gian đó cũng khôi phục lại như cũ, chỉ còn lại hình ảnh các đệ tử đan thần tháp ngước nhìn bầu trời, với vẻ mặt chấn động, nhìn siêu cấp phương chu rời đi, ánh mắt của 10 vị thần trưởng lão, nội tháp chi chủ và tháp chủ đan thần tháp đều lóe lên tia sáng, như đang nói, không lâu nữa sẽ có người trong số bọn họ ghi danh vạn giới thánh tử chiến. Cùng lúc đó, ở phía bắc vạn giới thần châu, nơi đây có vô số tòa sơn phong liên miên bất tuyệt, cao vút trong mây, đó là khí vận sơn mạch, trong đó tràn ngập vận thế bàng bạc, đỉnh núi mây mù bao phủ không thấy rõ hình dáng, không ai dám đặt chân đến sơn mạch này, bởi vì trên đỉnh khí vận sơn mạch chính là vận tiên phong, mà trong vận tiên phong tồn tại một siêu thần cực phách thế lực, thần nguyên cung, bước lên đó, một luồng vận thế phả vào mặt khiến lòng người kinh hãi, như thể đại đạo giáng lâm. Nếu đứng trên đỉnh vận tiên phong nhìn xuống biển mây cuồn cuộn giữa những sơn mạch hùng vĩ, cảm nhận lực lượng thần bí của thiên nhiên, dường như có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu của vạn vật trên thế gian. Trong thần nguyên cung, một đầu kim long thần thánh sừng sững trên đỉnh một tòa cung điện nguy nga trắng lệ, uy nghiêm lẫm liệt, như thể đang canh giữ từng góc nhỏ của cung điện. Long lân lấp lánh kim quang như ẩn chứa lực lượng huyền bí vô tận, một mỗ một nhịp thở, một luồng lực vô hình lại lưu động xung quanh, khiến người ta không khỏi cảm thán sự cường đại thần bí của nó. Tuy nhiên lúc này, không gian phía trên thần nguyên cung bắt đầu rung chuyển dữ dội, một chiếc siêu cấp phương chu khổng lồ xuất hiện, theo phương chu này xuất hiện, từ trong cung điện lớn nhất và thần thánh nhất của thần nguyên cung bắn ra vài luồng sáng, cuối cùng CNG đáp xuống phương chu, sau khi hào quang tan đi, những bóng người bên trong cũng hiện ra, đó chính là Tiểu Độc Vũ Hàm và Thôn Thôn, trước mặt ba người bọn họ còn có 4 bóng người khác. Tiểu Độc Vũ Hàm, lần này các con đến vạn giới thánh tử chiến sẽ gặp phải rất nhiều đối thủ cường đại, trong đó sẽ có 3 huynh đệ Tiêu Viêm Lâm Động Mục Trần. Người nói chính là Nguyên Tôn đã xuất quan từ lâu, so với Nguyên Tôn vài năm trước, Nguyên Tôn hiện tại khiến người ta không thể nhìn thấu thực lực, kim sắc đồng tử của hắn lóe lên ánh sáng sắc bén hơn, như thế thể ẩn chứa vận thế vô cùng bàng bạc, vận thế đã đạt đến một tầm cao mới chưa từng có. Tiêu Viêm huynh đệ bọn hắn cũng đi sao? Vậy thì tốt quá, thuận tiện cùng bọn hắn tranh đoạt vạn giới thánh tử chi danh. Vừa nghe nói có Tiêu Viêm, Tiểu Độc và Vũ Hàm lập tức trở nên hào hứng, trong những năm qua nhờ sự khổ luyện, thực lực của hai người bọn họ cũng đã có bước đại đột phá. Cho dù thật sự đối đầu với Tiêu Viêm thì cũng chưa chắc đã thua. Bên cạnh Nguyên Tôn có 3 bóng hình mỹ lệ đứng đó, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, quả thực là tuyệt sắc giai nhân hiếm có trên đời. Đôi mắt nàng sâu thẳm như bầu trời đêm, đầu tóc lấp lánh kim sắc tỏa ra khí chất cao quý, đó chính là Yêu Yêu. Một bóng hình khác hồng y lộng lẫy, nổi bật lên tính cách cường đại bá đạo của nàng, dung nhan tuyệt mỹ trải qua mấy năm lắng đọng càng thêm phần quyến rũ, đây chính là sức hấp dẫn của Vũ Giao. Bóng hình cuối cùng thân mang tử y, dung nhan thanh tú tuyệt trần, thân hình yểu điệu thước tha, eo thon nhỏ nhắn, đường cong hấp dẫn, chập trùng hiểm trở như sơn mạch, đôi chân dài bá đạo, đó chính là Tô Ấu Vi. Lúc này Yêu Yêu nghiêm túc dặn dò Tiểu Độc Vũ Hàm và Thôn Thôn, ba người lần này nhất định phải cẩn thận, dù sao trong số những cường giả tham gia vạn giới thánh tử chiến, có một số người rất cường đại, mọi việc đều phải lượng sức mà làm, đừng cố chấp. Nương, yên tâm đi, con tự có chừng mực, Tiểu Độc nói.
Yêu Yêu Di nương yên tâm, hai vị nương không phải sẽ đi cùng sao, chúng con nhất định an toàn. Vũ Hàm với gương mặt tinh nghịch, nở nụ cười tự tin vỗ ngực cam đoan với Yêu Yêu. Tốt, Yêu Yêu quay sang nhìn Vũ Giao và Tô Ấu, hai người lần này nhất định phải cẩn thận, đặc biệt chú ý đến thế lực mà Trung Nguyên nói. Nghe vậy, Vũ Giao và Tô Ấu vi gật đầu, trên mặt cũng lộ vẻ nghiêm túc, có lẽ thế lực mà bọn họ phải đặc biệt chú ý kia tuyệt không đơn giản. Vậy bây giờ ta sẽ hộ tống các con đến Đông Châu chi địa, giọng nói trầm ấm của Nguyên Tôn vang lên. Hắn vất tay, bầu trời lập tức bị xé toạc một khe hở, bên trong hội tụ khí vận chi lực mênh mông, từ khí vận chi lực ngưng tụ thành một chiếc siêu cấp vương chu, nó không chỉ có thể ổn định xuyên qua không gian thông đạo, mà còn có thể tránh được mọi hiểm nguy. Đây chính là điểm độc đáo của khí vận chi lực. Phụ thân, mẫu thân, di nương, vậy chúng con đi trước. Tiểu Độc và Vũ Hàm lại cáo biệt Nguyên Tôn và Yêu Yêu. Chu lão đệ, Yêu Yêu, ta cũng đi đây, xem có thể đoạt được danh hiệu vạn giới thánh tử từ tay bọn họ hay không. Ha ha ha, thực lực hiện tại của Thôn Thôn cũng đã là siêu cấp thần trích, phi phàm vô cùng. Hơn nữa, những năm qua ở Thần Nguyên Cung, Thôn Thôn đã có được một số cơ duyên, khiến thực lực của bản thân tăng tiến một bậc, thậm chí còn có ác chủ bài rất cường đại. Lần này tuy số lượng người của Thần Nguyên Cung tham gia vạn giới thánh tử chiến không nhiều, nhưng nhìn chung, đây là một đội hình rất khủng bố. Cuối cùng, Tiểu Độc, Vũ Hàm, Thôn Thôn, Vũ Giao, Tô Ấu vi năm người hóa thành năm luồng sáng đáp xuống khí vận phương chu, sau đó khí vận phương chu bắt đầu khởi hành, xuyên qua không gian trùng động đầy nguy hiểm. Nhìn không gian liệt phùng đã khôi phục như cũ, Nguyên Tôn và Yêu Yêu nhìn nhau. Chu Nguyên, gần đây nghe nói minh chủ liên minh thần trích đã xuất qua, đăng lâm tạo hóa, không ngờ trong đại trụ hiện nay lại có thêm một vị tạo hóa chủ thần, trước đó huynh lại hoàn toàn kết thù với liên minh thần trích, ta sợ. Yêu Yêu lo lắng nhìn vị nam nhân mà nàng yêu nhất. Tuy nhiên Nguyên Tôn chỉ cười nhạt không hề sợ hãi, như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Sau đó hắn đặt hai tay lên vai Yêu Yêu cười nói, chuyện này ta cũng đã biết từ lâu, chỉ là ta không ngờ minh chủ liên minh thần trích lại thật sự đăng lâm tạo hóa. Một vị tạo hóa chủ thần nữa đã ra đời, kể từ sau thiên cổ hạo kiếp vô số chủ thần đã vẫn lạc, đại đạo chủ thần cũng chỉ còn lác đác vài vị, tạo hóa chủ thần càng ít ỏi hơn, muốn từ đại đạo lĩnh ngộ tạo hóa càng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, hiện tại trong đại trụ hầu hết đại đạo đã trầm tịch, càng không thể trùng kích tạo hóa, xem ra minh chủ liên minh thần trích tu đạo quả thật có chút bản lĩnh. Tuy nhiên nàng cũng đừng lo, lần này ta và hắn ở trong cấm địa cũng đã có được một lần thăng hoa đặc biệt, nếu liên minh thần trích thật sự muốn khai chiến với Thần Nguyên Cung, vậy thì cứ chiến, đừng quên, ta chính là Nguyên Tôn Chu Nguyên. Chu Nguyên an ủi Yêu Yêu, làm sao hắn nỡ để nữ nhân mà hắn yêu nhất phải lo lắng cho hắn. Được, ta tin huynh. Yêu Yêu nhìn gương mặt tuấn tú của Chu Nguyên với ánh mắt đầy tình cảm. Đúng rồi, chuyện ta giao nàng đã làm xong chưa? Đột nhiên Nguyên Tôn nhớ ra điều gì đó, hỏi khẽ bên tai Yêu Yêu. Yêu Yêu mím đôi môi gợi cảm gật đầu nhẹ nói, hừm, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Được, vừa dứt lời, bờ môi Chu Nguyên đã hôn lên đôi môi xinh đẹp của Yêu Yêu, cảm giác tan chảy lan tỏa khắp cơ thể. Ngay sau đó, Yêu Yêu theo thói quen ôm lấy Chu Nguyên, hai người bắt đầu dự tình. Đó cũng là khoảnh khắc thăng hoa nhất trong cuộc đời. Trong không gian vô tận vô số phương chu bắt đầu xuyên không về một hướng, để lại những vệ sáng rực rỡ như những tiêu hy vọng xé toạc bóng tối. Đông Châu chi địa lúc này cũng là nơi náo nhiệt nhất, chỉ sau Trung Thần Châu chi địa. Trên Đông Châu chi địa minh mang rộng lớn này, có một thế lực siêu thần đỉnh phong ngự trị, đó chính là Thánh Hoa Điện, nơi sẽ tổ chức vạn giới thánh tử chiến sao vào ngày nữa. Những ngày này cường giả thần trích đến từ khắp vạn giới đổ về Đông Châu chi địa như nước lũ, trực tiếp khuấy động năng lượng bàng bạc của vùng đất này. Một khi có nhiều cường giả thần trích tụ tập tại một nơi, thì năng lượng thiên địa của nơi đó cũng sẽ trở nên dồi dào hơn. Vì vậy, Đông Châu chi địa hiện tại không chỉ náo nhiệt phi thường, mà còn ẩn chứa những hợn sóng năng lượng mãnh liệt. Mục đích của những người tụ tập ở đây chỉ có một, đó là tham gia vạn giới thánh tử chiến. Ánh mắt của họ rực cháy, như thể có thể thiêu đốt cả Đông Châu chi địa cổ xưa này. Vạn giới thánh tử chiến không chỉ là cuộc cạnh tranh về lực, mà còn là sự so tài về trí tuệ và lòng dũng cảm. Khi vạn giới thánh tử chiến sắp khai mạc, bên ngoài Thành Hoa Điện, bầu trời xanh thẳm, mặt trời chói chang, bỗng nhiên sự yên tĩnh bị phá vỡ. Trên bầu trời, những chiếc phương chu khổng lồ đen kịt như mây đen kéo đến, che khuất cả nửa bầu trời. Trên những siêu cấp phương chu này, mỗi chiếc đều có 10 bóng người đứng sừng sững, như 10 tọa sơn phòng bất khả lay chuyển, khí tức trên người họ bất đồng nhưng đều cường đại vô cùng. Đây là màn dạo đầu của vạn giới thánh tử chiến, mỗi chiếc siêu cấp phương chu đều đại diện cho một thế lực, họ đều là tinh anh đến từ vạn giới, còn có thần kiêu của một số thế lực siêu thần đỉnh phong. Theo quy định của vạn giới thánh tử chiến, mỗi thế lực tham gia nhiều nhất chỉ có thể cử 10 người, 10 người này gánh vác vinh quang và kỳ vọng của cả một thế lực, ánh mắt của họ như những lưỡi kiếm, chỉ thẳng vào sắc thái trùng động khổng lồ phía trước, nó tỏa ra năng lượng cường đại, bóp méo không gian xung quanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần thánh và huyền diệu, bởi vì họ đều biết, chỉ cần tiến vào sắc thái trùng động này, sẽ đến được chủ chiến trường của vạn giới thánh tử chiến. Tuy nhiên đúng lúc này, phương chu của Tiêu Viêm như ngôi sao xuyên qua không gian, rất nhanh đã đến Thánh Hoa Điện ở Đông Châu chi địa, không gian xung quanh bị bóp méo. Sự xuất hiện của siêu cấp phương chu này đã phá vỡ sự cân bằng vốn có. Trên những phương chu đã xuất hiện từ sớm, ánh mắt mọi người đều lóe lên tia kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận được, trên chiếc phương chu khổng lồ này, khí thế của 10 bóng người kia không hề thua kém bọn họ. Hơn nữa, khi bọn họ xuất hiện thiên địa biến sắc, ngũ hành diễn biến, lực lượng cường đại như vậy, khiến các cường giả thần trích trên những phương chu kia đều cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ bọn họ là người của Đan Thần Tháp ở Trung Thần Châu chi địa? Dường như có người nhận ra thân phận của chiếc phương chu này, lập tức hô lên.
Chính tiếng hô này đã khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng. Tiêu Viêm, Lâm Động Mục Trần đứng trên phương chu, không khí xung quanh dường như sôi sục vì sự xuất hiện của bọn họ. Tuy nhiên trong số vô vàn phương chu kia, có một bóng người trên một chiếc phương chu. Sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên phương chu của Đan Thần Tháp, lập tức điều khiển siêu cấp phương chu của mình đến gần. Tiêu Viêm, Lâm Động Mục Trần nhìn phương chu đang từ từ tiến về phía mình, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, thầm nghĩ, chẳng lẽ vạn giới thánh tử chiến còn chưa bắt đầu, mà đã có thế lực cường đại nhắm vào bọn họ rồi sao? Nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền vào tay Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, ta là Biện Na, ngươi còn nhớ ta không?" Tiêu Viêm nhìn theo tiếng nói, thấy trên siêu cấp phương chu kia có 10 bóng người đứng đó, hơn nữa khí tức của mỗi người đều rất cường đại, ở giữa 10 bóng người đó là một nữ tử trẻ tuổi, tuy còn trẻ, nhưng dung nhan nàng vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen nhánh như mây như khói, dáng người thon thả, khí chất thanh tao thoát tục, nàng giống như một tinh linh khiến Tiêu Viêm cảm thấy mình như đang lạc vào cõi mộng. Giọng nói vừa rồi chính là do nữ tử tinh linh phát ra, Tiêu Viêm cũng nhớ lại cái tên này, hình như có chút quen thuộc. Sau đó linh quang lóe lên, hắn đã biết thân phận của người này, "Ngươi là Biện Na mà ta đã gặp ở Thần Linh Thành sao?" Tiêu Viêm lên tiếng, "Đúng vậy, chính là ta còn tưởng ngươi đã quên ta rồi chứ, không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây, thật là có duyên." Khi phương chu càng lúc càng đến gần, Biện Na cũng đi đến trước bong thuyền, mỉm cười với Tiêu Viêm. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.